Rồi. Bây giờ có liệu nó có còn sống hay là đã chết? Đang sống nhăn răng nha. Còn tốt hơn cả cái con tụ kia cơ. Con chết toi này. Con này chết toi này. Hello, chào mọi người, chào các bạn. Hôm nay mình lại trở lại và mình lại tiếp tục với một cái chương trình gọi là ôi ôi giật. Thế nào với tụ điện? Thì tụ điện có tác dụng như thế nào với âm ly, với loa nó như thế nào? Ở đây là cái con, các bạn nhìn kỹ nha. 474 này. 474 là bao nhiêu? 1 UF là 105 và đây là 474. Có nghĩa là 0,5 UF. Vậy thì nó có tác dụng như thế nào đối với cái dòng điện như thế này? Mạnh mẽ. Bây giờ mình sẽ đấu vào đây cho các bạn biết. Rồi mình sẽ để đây. Và mình sẽ để như thế này. Đấy. Cho các bạn thấy như thế đó. Cách xa như thế nhá. Và bây giờ mình sẽ cắm điện. Đây là 474 đấy. 474 là như vậy ạ. Sờ vào đây là nó giật đấy. Thấy chưa? Các bạn thấy 474 nó như thế nào? Rất mạnh luôn. Đó là mới chỉ là 474 thôi đấy. Bây giờ kiếm con 105 đi. Bạn nhìn con này là bao nhiêu? Có đúng 105 không? 105 nhá. Con này còn mạnh hơn nữa cơ. Bây giờ mình sẽ đấu vào cho các bạn thấy. Khi mà cái tần số nó lên cao thì tụ điện dù chỉ số nó có nhỏ thì nó cũng không còn nhỏ nữa. Hơi xa chút đúng không? Có tới không? Đấy, xa như vậy mà nó còn tới. Cho nổ nha. Đấy. Đang còn nổ, có nghĩa là tụ chưa được cái gì hết. Đang sống nhăn răng này. Cho gần chút nữa nha. Đấy. Đương nhiên là tụ mạnh hơn thì nó sẽ mạnh hơn rồi. Bạn thấy không? Bây giờ mình cho nổ này. Ta giật đó. Con này là hết điện rồi. Tiếp tục nha. Rất xa. Nó bị chết rồi. Bây giờ nó chỉ còn có bây giờ đưa nó vào đồng hồ đi. Có đo được hay không là biết là nó còn sống hay chết. Vẫn đo được bạn này. Nghĩa là nó vẫn đang còn sống. Cái đồng hồ mình á là nó trừ hao rất là nhiều luôn. Đo gọi là tuyệt đối chính xác. Thì là cái chỉ số của nó vẫn là con này chết rồi. Ngắc ngoải. Bởi vì nó không thể chịu được cái điện áp quá là cao như vậy. Ngắc ngoải. Kiếm cái con nào ta? Cái loại này thì sao ta? Cái loại mà chỉ có đây này. Loại này này. Loại phân cực này là 5, hai con là 10 UF nhá. Hoặc là lấy cái loại tụ quạt á.
tủ quạt như thế này này, 2,5. Con này là siêu kém rồi, tính giờ nhá, lắp cái lò này con này nhá. Đây. Sống nhân răng, anh làm lần nữa xong mình đo nhá. Đấy à? Thấy không? Bây giờ mình đo địa, đo chỉ số này. Hai con này á là tầm cỡ là hai con, mỗi con là 5 UF thì hai con sẽ là 10 UF. Nên nối cái này là rất là bền luôn. 4,8 microfarad chưa? Thì các bạn cứ bảo đấu tụ không tụ tụ phân cực là không tốt. Thì hôm nay mình thử cho các bạn biết nó đâu có chết. Khi nối như thế này nó cực kỳ bền luôn. Gọi là siêu bền luôn cái tụ quạt này à. Là loại siêu dởm rồi. Mà đấu cái con này vào thì mình không biết là nó có cột sóng hay không, nhưng mà mình vẫn thử một con, nếu mà nó hỏng thì thôi mất mấy nghìn. Đây nhá, 2 UF nhá. Rồi nó con này chờ tí. Chưa. Bây giờ thử cái nổ. Bắn làm sống nha. Chứ là cũng là rất là hiếm khi nó chết. Tùy thôi từng con tụ thôi. Và chất lượng sản xuất thôi. Cái con này vào cái dạng tụ zin này nên nó không chết. Chưa? Ok, con này vẫn ok. Đây là cái loại này cũng được, loại này cũng được. Bạn lắp vào cực kỳ ngon luôn. Và lắp loa như thế nào thì mình sẽ đưa luôn cái chương trình cho các bạn xem luôn.